Trong phiên làm việc sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi, dự án luật điện ảnh sửa đổi. Góp ý vào dự thảo luật điện ảnh sửa đổi, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo luật này cần làm rõ các quy định để bảo đảm tính khả thi, tránh tình trạng luật khung, luật ống. Một số đại biểu cho rằng dự thảo luật chưa quy định trường hợp nào nhà đầu tư nước ngoài được hưởng chính sách ưu đãi, khuyến khích làm phim, quảng bá, phát triển điện ảnh tại Việt Nam. Kinh nghiệm quốc tế về vấn đề này như thế nào? Quy định quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh chưa thuyết phục. Để có một trường quay hiện đại thì chắc là cũng phải rất là công phu, nguồn lực cũng phải lớn. Kinh nghiệm một số nước thì là cũng thực hiện theo cái chính sách xã hội hóa. Nếu như mà cái trường quay đó mà đầu tư từ ngân sách nhà nước thì cái tài sản mà hình thành từ cái sau đầu tư là tài sản công. Thế mà tài sản công thì phải được quản lý và sử dụng theo quy định pháp luật về tài sản công thì nó khá là chặt chẽ. Nó cũng có liên quan đến vấn đề như vậy thì đề nghị các đồng chí có cái cân nhắc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, hiện nay kinh phí đầu tư cho lĩnh vực văn hóa điện ảnh còn rất thấp, văn hóa chưa được đặt ngang tầm kinh tế chính trị. Vậy để xứng tầm, ngành điện ảnh phải được quan tâm, đầu tư và phải quán triệt, thể hiện rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với phát triển văn hóa. Nếu coi đó là nền kinh tế thì phải tuân theo quy luật kinh tế và cần có những quy định rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, các quy định trong dự thảo cũng cần được rà soát kỹ, học tập kinh nghiệm quốc tế, tránh chung chung. Mênh mông bể sở mà rào cản với lại van với chốt với khóa thế này, tôi nói thật thì rất khó mà làm đấy. Tôi nghĩ là các ông chí nên nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế rồi quy định vào đây. Chứ quy định lằng nhằng này tôi báo cáo các ông chí thì không biết là bao nhiêu khoản vừa mở ra cái là bao nhiêu cái có một chỗ mở thì đóng đến mười mấy cái khóa như này. Mà không chỉ khóa kiểu này cũng không khóa người ta được. Tránh tình trạng ta quy định ra những cái mà người ta không cần. Hoặc cái người ta cần thì mình lại không có quy định. Cấm cái gì? Cấm thế nào? Thì tôi rất sợ chung chung như thế này rồi sau này nó định lượng được cái vi phạm là rất khó. Nhiều ý kiến cũng cho rằng pháp luật về thuế, quản lý sử dụng ngân sách nhà nước chưa chắc chắn sửa đổi. Vì thế để bảo đảm thực hiện được quy định điều 5 dự thảo, ban soạn thảo cần tính toán để bảo đảm tính khả thi. Chiều nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần thiết ban hành nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Về phạm vi đối tượng điều chỉnh, các ý kiến thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất số trại giam được áp dụng thí điểm theo nghị quyết không quá 1/3 tổng số trại giam thuộc Bộ Công an. Thời gian thực hiện thí điểm là 5 năm. Về chính sách miễn thuế thu nhập đối với doanh nghiệp hợp tác với trại giam, đa số ý kiến thống nhất với tờ trình của Chính phủ. Trong thời gian thực hiện thí điểm, tổ chức hợp tác với trại giam là doanh nghiệp được áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị ban soạn thảo ra soát kỹ quy định phạm nhân không được đưa ra khu lao động, hướng nghiệp, dạy nghề ngoài trại giam. Chính phủ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến để trình Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ 3 tới đây.